저희 좀 감독님 사인 주면 갈게요. 네, 가셔야 돼요. 네, 갈게요. 아, đợi mọi người nói năm năm rồi thì mình sẽ nói. Wow. Xin chào. Xin chào. Nói tiếng Việt giỏi quá nè. Anh là người mẫu và diễn viên tên là Park Jae Min. Ngày hôm nay thì sẽ đi cùng với mình trong cái hành trình I See You và anh ấy sẽ hướng dẫn cho mình. À, ngày hôm nay thì đang ở đâu? Minhang Trang. hai chúng tôi đang đi lên tháp Nam San. Tháp Nam San đang đi bằng cái này gọi là gì nhỉ? Cable car, cái này gọi là cáp treo. Tiếng Việt Nam tự nhiên. Đây cáp treo, nhìn thấy trên cao xuống. Không cần phải leo bộ nha mọi người. Không cần phải leo bộ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tháp Nam San. Tại vì có rất là nhiều khán giả coi phim biết tháp Nam San là đúng không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ livestream cho mọi người biết tháp Nam San là như thế nào. Veteran한테 알려주는 거. 내가 아까 했던 질문 한 번 더 하겠다고. 네. 아까 했던 질문 한 번만 더 하겠다고 네. 해주고 혹시 민항은 예전에 남산이나 케이블카 타본 적 있어요? 그때는 투어해서 버스로 올라왔고 케이블카 이런 경험 없었어요. 그 영광스러운 첫 케이블카를 제가 함께 타게 돼서 굉장히 영광입니다. Oh, vậy là tôi đã là người đầu tiên được đi cáp treo cùng Minh Hằng lên trên đỉnh núi. Tôi thật sự rất là vinh dự về điều này. rất là vinh dự. Đây có một cả chín người coi. 1900명 보고 있습니다. 2000명 항인. 와우. 안 짠해 đẹp trai không mọi người? Park Jae Min này có đẹp trai không? 남산터까지 có đẹp trai không? Hôm nay có người đi không bị cô đơn nữa. Nhưng mà trời rất là lạnh luôn á, lúc nào cũng phải cầm cái này nè cho nó ấm tay. Lạnh vô cùng. 민항 씨 팬은 한국 분도 많이 있어요? 한국에 있는 팬. 라이브 채팅을 하면은. 한국인데 họ mọi người nha, mọi người ơi. Fan của Minh Hằng có Hàn Quốc có nhiều không? 모르겠는데 지금 바로 질문할 거예요. 한국 팬, 한국에 계시는 자, 팬이 있는지. 한국말 할 수 있는 민항 씨 팬 여러분은 지금 안녕하세요라고. 어, 건물 하이 là Park Jae Min có phải là diễn viên đúng không? 박지민 씨는 배우세요? 저는 배우요. 네. 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 건물 마오 nữa. 아, diễn viên đúng rồi ạ. Diễn viên đúng không? 그 안에 tương tác nè. Anh ấy đang hỏi là có fan nào ở fan nào của chị ở Hàn Quốc thì hãy nói Annyeonghaseyo lên trên chào bằng tiếng Hàn lên trên đây được không ạ? Nếu như mọi người mà có ai là fan của Minh Hằng là người Hàn Quốc thì có thể là Annyeonghaseyo đang ở Hàn Quốc thì Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Xin chào. Đến đây rồi, đến đây rồi mọi người ơi. Chúng ta 지금 내릴까요? Chúng ta đến đây rồi và bây giờ đang chuẩn bị lên tháp. Có ai là người Hàn Quốc thì nhớ vô nha. 안녕하세요 nha. À, 안녕하세요. 안녕하세요. Thấy rồi. Đây là người ta. 네. 안녕하세요가 있어. 네, 안녕하세요가 있어요. Wow, để cho mọi người thấy cảnh nha.
rất là đẹp. Bây giờ mình tuy là đi cáp treo thì mình cũng phải leo bộ một tí xíu nha. Các anh camera leo bộ. Tội nghiệp với anh quá nè. Anh nhớ cái xíu. Có bây giờ là có à sao đang hay vô nữa. Sao đang hay vô nữa. Tại vì anh là người Hàn Quốc nên là biết là nếu như mà có fan ở Việt Nam mà nói tiếng Hàn Quốc thì anh ấy rất là vui nè, mọi người nói tiếng Hàn Quốc nhiều vào. Namsan Tower. Oh, Namsan Tower. Mọi người thấy không, có rất là nhiều ổ khóa ở đây. Đây là tháp Namsan nè, màu trắng trắng nè. Thông hiệu của mình hãy hết đi. Có rất là nhiều ổ khóa nha. 여기 있는 게 한 15년 15년 전부터 누군가가 이걸 걸기 시작했어요, 자물쇠를. 아, 그래서 여기 보면은 우리 가족 평생 행복하게 살게 해주세요. 키모치. Các bạn nhìn những cái dòng viết đây, đây là một ước nguyện của một cặp đôi, đó là hãy cho chúng tôi hạnh phúc suốt đời nhé. 그리고 또 뭐가 있을까? Tìm thêm một cặp đôi tiếp theo nha. Couple. Couple. Tên của họ là Yong-woo và Ga-byeon. 기선. 아, 기선. 그래서 여기서 자물쇠를 걸고 이제 그 자물쇠를 버리는 거예요, 열쇠를. 아, và các cặp đôi có tức là khi mà gắn ổ khóa đây ạ thì các cặp đôi sẽ thường vứt khóa lại, khóa lại tình yêu của mình và vứt cái vứt đi chìa khóa. Đúng rồi, vứt chìa khóa xuống dưới để cho mãi mãi không tìm được nhau. Và không bao giờ chia ly. 전부 자물쇠. 오. Ở đây có rất nhiều các cặp khóa tình yêu như các bạn đang thấy đây. Có rất là nhiều ổ khóa luôn. Nhưng mà hình như là ở trên kia cũng có nhiều nữa. Trời ơi, mọi người ơi, bây giờ đang rất là lạnh luôn á. Nên là mỗi lần mà cầm điện thoại mình like cho mọi người coi á. Đó là Seoul N Tower. Hả? Ok. M Tower. 네. 남산 타워는 정식 명칭이 아닌 걸로 알고 있습니다. 네, 서울 N 타워. Seoul N Tower. Đây là tháp Namsan Nam Bộ. Oh, vậy hả? 그 전에는 이름 뭐였죠? 전에는 이름 뭐냐? 그 전에는 남산 타워라고 알려져 있었는데. 근데 언제부터? 정식 명칭은 한 10년 전부터 서울 N 타워. Trước đây thì nó có được đổi tiếng rất là nổi tiếng với tên gọi Nam San Tower, nhưng hiện tại thì đã đổi tên. Đã đổi thành Seoul N Tower được rồi. 그래서 저기 있는 저 안테나가 여기 전체 TV 전파를 쫙 송신 시켜 주는. Và ở trên cao kia thì nó sẽ có cột anten để phát sóng. Ồ, phát sóng hả? Cứ phóng sóng. Ừ. Đây là phóng sóng của 시설이에요. Và đây chính là thực ra đó đây chính là thiết bị của bên đài truyền hình đấy ạ. À. 그리고 요거. 요게 뭐냐면은 봉화. 얘는 약간 이냐? 봉화. 봉화. 옛날에 전쟁이 나면은 누가 쳐들어오잖아요. 네. 그럼 여기다가 불을 피워가지고 여 다섯 개 개수에 따라서 뭐 한 개, 두 개, 세 개 불을 피우면은 메시지가 다른 거예요. 그래서 사람들이 쳐들어왔다, 혹은 비상사태다, 혹은 피신하라, 그거를 여기서 불을 피워가지고 알릴 수 있었던 시그널. Ở đây là cái tức là ở đây là một cái gọi là gì nhỉ, năm cột bắn mũi tên lửa ấy, tức là bắn tên lửa ấy. Thì khi mà ngày xưa khi mà giặc xâm chiếm vào trong Hàn Quốc này thì người ta sẽ bắn tùy theo từng số tên, tức là tên bắn ở cái cột nào
thì nó sẽ có ý nghĩa là ý nghĩa gì tương ứng. À. Và nó là cái dấu hiệu mà người ta có thể báo cho dân chúng biết ạ. Ok. Quế hả? Quay đi Quế, mỏi tay quá. Ok chị. Mỏi tay quá. Mọi người không cầm đũa nó đau tay quá. Đó là sẽ có người ngoài dùng. Đây là nước đóng băng ấy chị. Nhí. Sao phải là nhí? Nhí, 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 nhí. Đun, đun, đun. Hà Nội. Ai đã từng lên tháp Nam San rồi? Khoai không? Có comment không? Có này nào kìa. Có, chắc chắn là có. Chữ hàng nào mới đọc chị ơi. Phóng sóng anh học được chữ lái rồi. Chị học được rồi. Học được rồi. Nè, cứ học được rồi. 그래서 옛날에는 여기서 제사도 굉장히 많이 지냈어요. 뭐 비가 오게 달라고 제사도 지내고 혹은 시민들이 아니면 어 왕이. 왕이 저 자리에서 제사를 많이 지냈었어요. Và ngày xưa ở đây ạ thì vua rất là hay cúng tế và lễ bái cầu cầu bình yên, cầu được mùa cũng là cầu được tốt đẹp nhé. Raibu bang sung ngon 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 ngon. 어? 장난인데? 어디로 오지? 어디로 오나? 엘리베이터, 엘리베이터. 아니, 한 번도 못 봤어. 여기 2층에 올라가서 아, 2층에 아, 위로 올라가지 않고. 여기 옆에 열대우리 많은데. 네 뭐냐 뭐. 서울이 잘 보이는 나무로 가는 길로 가. 네 뭐냐 뭐. 그러면 그럼 그걸 다시 해야겠다. 저희가 안 올라갑니다. 자, 아베다가 하자. 나만의 식탁. 그러면 제가 다시 설명 드릴게요. 라이브 방송 화면실에 그냥 찍어도 돼요? 그러면은 여기 서울 시내가 좀 더 그러면 여기 서울 시내가 조금 더 잘 보이는 곳에 가서 제가 서울을 소개를 시켜드릴게요. 네, 그러면 중간에 우리 렌 뭐 토장 땅 뭐 거기 탑 땅 좋은데? 오케이. 중간 계단으로 올라가는데 N 옆에. 네, 탑은 산은 rất là nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên được đi lên trên cao hơn nữa. Cao nhất luôn. 전망대 말고도 그 따라합니다, 지. 잠시 전망대. 응, 그 뭐든 있잖아. 아무튼 그 뭐든 나. 그런 거 봐요. 아무튼. 뭐. 그런 거 봐요. 아무튼. 뭐. 그런 거 봐요. Vậy trễ hơn luôn nha chị. Đà lần. Dạ. Rung máy nè mọi người. Mọi người ơi, để hai.
자, 여기는 날씨가 좋다는 얘기도 들으면 갑자기 해가 난다고. Có người nói đi hai lần, năm phải đi hai lần đó chị. Quê hương. Thêm gì? Yogo bữa đó trông là chăn chăn đi rồi. À, đây. Có người nhớ anh chị rồi kìa. Mina. You know Mina? 아, 베트남에서 베트남 아 진짜 진짜 안나 미쳤나 봐요. 잘 놀다 가세요. 방금 오버레 좀 더 해줘. 아, 야 내가 베트남에 카프처럼 이렇게 남산을 보니까. 정말 기분이 너무 좋아요. 깝다운. 근데 중요한 거는 한국에서는 저도 나쁘지 않아요. 한국에서는 저도 인기 나쁘지 않습니다. 아니, 뭐 phải nhắc lại một lần nữa là cũng phải nó một cái độ nhận biết là không kém thôi nhá. Không tồi đâu. Lotte World Tower. Lotte Tower. À, Lotte Tower. Yeah. Đằng kia xa xa mờ là chính là tòa nhà Lotte Tower 123 tầng cao nhất ở Seoul. 있잖아. 너무 붙어서 얘기하면 우리가 치고 들어갈 데가 없을 것 같아. 왜 내가 막 아우 홍 nữa. 나 지금 왜 hết áo hồng rồi. I love you. 초초. 오케이. 요 정도 떨어지라고. 너무 붙으면 네. 이쪽이 남쪽. 룸 quá mọi người ơi. Trẻ đẹp quá nào mọi người. 핸드폰이 저쪽을 비춰줘야지. 핸드폰이 말하는 풍경들을 보여줘야 돼. 우리가 우리 쪽으로 붙일게요. 편한 대로 하세요. 편한 대로. 얘기를 좀 해주라고. 풍경을 보게 베트남 Vietnam fan fan ở Vietnam thấy toàn cảnh Seoul trên cao đúng không ạ? Đây, đây là toàn cảnh ở trên cao Seoul. Cảnh đẹp quá, đúng rồi, cảnh rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở đây chắc là ban đêm sẽ đẹp hơn nữa. 어제 눈이 와서 약간 습해서 안개가 껴서 그런데 여기 평상시에는 남산 타워에 서울 타워에 올라오면 경치가 굉장히 좋거든요. Cảm ơn mọi người nha. Anh ấy bảo là hôm qua thì trời mưa một chút thôi vì có sương nên là mình có thể không không nhìn rõ lắm. Tuy nhiên bình thường đây không khí rất là trong lành. 어. 그래서 여기 여기로 쭉 가면은 호주, 뉴질랜드, 남극. 어, 여기로 쭉 가면 바다 건너 가지고. 아니, 뭐 아니다. 렌드비어 많이 상류 쓰네. 쭉. 그럼요. 갈 수 있죠. 아, 아, 아. 강남 발정사 여의도. 아, 500원. 요거 지야. 요거를 한번 띵. 걔네 3,000원. 요거를 하나 하면 좋을 것 같아요. 3,000원. 자, 보는 척 하나만. 그리고 저쪽이 민항이 비행기 타고 온 공항. 아, 랑키 랑노이 마치 이 비행항 다. 제, 가 소나. 다 đi máy bay đến nơi đây, đó là chúng ta 어, 이거. 500원 주어만 가는 거. 나 공녀. 되겠지? 감파 kỹ hơn về thủ đô Seoul bên dưới nào. 아, 예, 예, 예. 아. 지금 thể miêu tả lại một chút cảnh cho mọi người. Đây là nóc nhà.
rồi. Sao lắm? Yeah, dạ thôi. Có gì đặc biệt không? À, chị đang thấy khách sạn là Brand Hyatt. Hả? Thấy khách sạn Brand Hyatt. Chị mong, chị mong bạc kè ăn nguyên đều. Ô, nhìn nó còn gầm luôn á. Diễn viên nha mọi người, Hàn Quốc là diễn viên nha. Tướng sang quá nè mọi người. Xin 사랑하는 한국 팬 여러분 알아들을 수 있으세요? À, các bạn fan yêu quý của chị Minh Hằng ơi, liệu các bạn có nghe thấy tôi đang nói gì không ạ? Có. Có nhỉ mọi người. 제가 민항 씨를 데리고 요 남산에서 가장 맛있는 음식점에서 식사를 같이 할 거니까요. 잠시 뒤에 라이브를 다시 접속해 주세요. Bây giờ thì tôi sẽ dắt chị Minh Hằng đi ăn món ngon ở gần Thammasan này. Và sau khi bữa ăn kết thúc thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục quay trở lại với livestream. Nên các bạn hãy chờ cùng chờ nhé. Đi ăn nha mọi người ơi, đi ăn nha, đi ăn nha. Đi ăn thôi. Ăn mỗi thời gian. Okay, good.